trong 3 năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được triển khai thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế, nhưng nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt kế hoạch, đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, làm mới, nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Giáo dục và đào tạo phát triển vững chắc, hoạt động văn hóa, thể thao, thể dục ngày càng phát triển. Nhiều địa phương khi hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới ở các xã, đến nay đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều nội dung liên quan tới phát huy vai trò của cộng đồng, các nội dung về bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng được tập trung triển khai. Và qua nửa nhiệm kỳ của giai đoạn 2021-2025, một số kết quả đã được đánh giá đạt đúng mục tiêu, nhiều xã đã trở thành những vùng quê đáng sống. Lớp học dân ca của các em thiếu nhi ở xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Cứ sau 3 giờ chiều, các cháu nhỏ lại tập trung về nhà văn hóa thôn để được các cô, các bác dạy dân ca quan họ. Ở đây, các cháu không chỉ được dạy hát mà còn được dạy múa, dạy kể chuyện. Đây là nét sinh hoạt trong những ngày hè này. Và các bạn nhỏ sắp tới còn được đi giao lưu với các làng quan họ quanh vùng. Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yêu điệu, ba em nhớ tiếng nói. Cháu đã đi thi quan họ được 2 năm ạ. Cháu đi tập, cháu thấy rất là vui vì được gặp rất nhiều các bạn và được biết thêm rất nhiều các câu quan họ lời cũ. Không chỉ thường xuyên có các lớp dạy dân ca, mà tại nhà văn hóa này, các hoạt động thể thao cũng luôn được duy trì. Riêng với các lớp dạy dân ca, chi bộ và câu lạc bộ dân ca của thôn đã đưa ra kế hoạch thường xuyên mở các lớp. Chọn đây là một trong các nội dung trọng tâm khi xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Và những buổi chiều như thế này thì những làn điệu dân ca quan họ đang được những thế hệ cha chú, các cô, các bác truyền thụ và dạy lại cho các em nhỏ. Có thể thấy rằng những giá trị văn hóa như những làn điệu dân ca được lưu truyền qua nhiều đời hàng nhiều năm qua thì đang được bảo tồn, gìn giữ và tiếp tục được phát huy cũng như truyền đạt lại cho thế hệ sau, để những làn điệu dân ca này, nét đặc trưng văn hóa ở địa phương không bị mai một. Ở xã Ninh Sơn, việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay đang hướng tới các nội dung bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà trọng tâm là giữ gìn làn điệu dân ca, chỉnh trang và phát huy giá trị của các công trình văn hóa. Ở đây, những nhà văn hóa thường được xây dựng cạnh đình làng. Nơi đây vừa là nơi sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội của thôn, cũng là nơi để những sinh hoạt văn hóa tâm linh được gắn kết với nhau. Bà Mùi là trưởng câu lạc bộ dân ca của thôn. Bà cũng chính là hạt nhân trong việc dạy các thế hệ trẻ hát dân ca cho thôn. Chúng tôi lúc đầu thì nói chung là cũng chưa là đông đảo, nhưng sau là chúng tôi đã coi như là đã khai thác được những cái nguồn mà người ta hâm mộ, người ta thích, thì là đến bây giờ thì từ tối chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sinh hoạt. Trong đó là có cả người cao tuổi nhất là năm nay cũng ngoài 90 rồi. Đấy, còn bé nhất thì cháu năm nay cũng vào lớp 2. Đấy, thì là câu lạc bộ là sinh hoạt tối chủ nhật hàng tuần. Còn nếu như mà đi thi, những lịch đi thi của huyện, của tỉnh thì chúng tôi lại tập trong độ 10-15 ngày là để cho cuộc dự thi thành công tốt đẹp. Ngoài việc duy trì và phát huy giá trị của điệu hát dân ca, các thôn của xã Ninh Sơn đang tiếp tục triển khai những nội dung về xây dựng làng thông minh, sáng xanh sạch đẹp, tiếp tục phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự nông thôn. Cảnh quan nông thôn từ các ngõ xóm, từ các khu trung tâm thôn đều luôn khang trang, sạch sẽ. Nếu mà so với 5-7 năm trước thì nay trước chỉ có độ 3-4%, bây giờ là phải trên 10% so với trước. Điều đổi thay từng ngày một đấy, và tinh thần như thế. Vì đời sống nhân dân này hiện nay là một là nhân dân phát triển được đấy, về mọi mặt, con em là ra ngoài công tác, con em làm công ty nhiều, thế thì hai là nhân dân ta là biết vận dụng về trong cái sinh hoạt
lao động sản xuất cũng như là kinh tế là nó thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa là dân ta chỉ là một nắng hai sương ngoài đồng thôi, nhưng bây giờ người ta đa dạng hóa hết nên là nó khác hẳn. Trong các bộ tiêu chí thì chúng tôi ngoài cái việc xây dựng như là các tiết chế văn hóa, công tác vệ sinh môi trường, công tác y tế giáo dục, rồi những cái công tác bảo tồn cái giá trị văn hóa thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái lĩnh vực nổi trội, đó là xây dựng cái tiêu chí số 5.3 về bảo tồn phát huy giá trị di sản dân ca quan họ trên địa bàn. Trong 2 năm rưỡi xây dựng nông thôn mới vừa qua của giai đoạn 2021-2025, tất cả các xã đã về đích nông thôn mới. Nhiều xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, các xã đang tập trung vào xây dựng và phát huy giá trị các công trình văn hóa, tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời nêu cao tính cộng đồng và sự chủ động của người dân trong việc thực hiện các công việc liên quan tới xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn phát triển của huyện thì cũng xác định là bảo tồn cái giá trị văn hóa truyền thống, thì chúng tôi xây dựng cái xã kiểu mẫu về văn hóa. Đấy, và chúng tôi cũng xác định là các xã có những cái tiêu chí nổi trội thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện để tập trung nguồn lực đấy và tập trung xây dựng các cái xã đó trở thành các xã kiểu mẫu về các cái tiêu chí nổi trội theo đặc thù của các địa phương. Với tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 đã được các địa phương thực hiện sớm, chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương thực hiện các nội dung kế hoạch. Các huyện, thành phố tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021-2025. Kết quả đến nay, toàn tỉnh này đã có 6 trên 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 144 xã trên 182 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 79,1%, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 23,6%, có một xã là xã Quảng Minh, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có hơn 240 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 17,1 tiêu chí một xã. Đối với này xây dựng nông thôn mới thì nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì đối với Bắc Giang thì vẫn xác định là cái mục đích cao cả nhất là nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất cho người dân ở địa phương, thế và phát triển sản xuất làm sao mang tính chất bền vững. Thì xác định những cái mục tiêu như vậy thì tỉnh cũng định hướng cho các xã là xác định những cái nội dung cụ thể đối với từng xã phù hợp với từng địa phương để xác định những cái sản phẩm chủ lực hoặc là những cái điểm nhấn để xác định cái xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn kiểu mẫu. Ngoài các kết quả về phát triển kinh tế và duy trì nét văn hóa truyền thống, thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tỉnh Bắc Giang cũng chọn các xã có thế mạnh để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng đến chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, nông thôn thông minh. Tại xã Phúc Hòa, mô hình xây dựng chính quyền số đang được triển khai, khi xã này đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn hiện nay. Tại bộ phận một cửa ở Ủy ban nhân dân xã, người dân đến đây đã có thể thao tác trên hệ thống bảng điện tử để thực hiện một số giao dịch mà không cần phải photo hồ sơ như trước kia. Việc này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, đồng thời các thông tin khi kê khai cũng được minh bạch và trả kết quả nhanh hơn trước kia thông qua hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử. Cùng với cái chương trình xây dựng chính quyền thân thiện cũng như là cái chương trình chuyển đổi số của quốc gia thì khi mà thực hiện thì chúng thấy rằng là cái chất lượng công việc đã được nâng lên một cách rõ rệt. Cái thứ hai nữa thì trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là của hệ thống chính trị là có cái trách nhiệm hơn. Thế và cũng tự mình phải tu dưỡng và nâng cao cái năng lực cũng như là cái trình độ chuyên môn để đáp ứng được cái yêu cầu này. Cái nữa thì cái việc chuyển đổi số trong cái một cửa thì đã tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện các cái công cuộc chuyển đổi số trong cái kinh tế số và xã hội số. Ngoài việc áp dụng các quy trình số hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã, thì tại các thôn ở xã Phúc Hòa cũng đều được trang bị các thiết bị tiếp nhận hồ sơ. Người dân có thể cập nhật các thông tin cơ bản trên điện thoại thông minh để từ đó xử lý một số thủ tục đơn giản liên quan tới tư pháp hộ tịch. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu của giai đoạn mới này, huyện Tân Yên tập trung cả vấn đề phát triển kinh tế xã hội và phát triển văn hóa, chuyển đổi số, hướng tới xã hội thông minh, chính quyền thân thiện.
trong năm 2025 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện nốt các cái tiêu chí liên quan đến huyện nông thôn mới nâng cao. Có thể nói rằng cái việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao đến thời điểm này có thể nó tạo ra một cái sự đồng thuận rất cao trong nhân dân. Ngay từ các thôn làng thì chúng tôi có cái chủ trương, ngoài cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi có một cái kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu, sáng xanh sạch đẹp. Đây là một cái chủ đề riêng của huyện từ nhiều năm nay, tạo cái động lực và cái thuận lợi cho việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với từng xã mà xác định là xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, để xem xét và xác định được cái nhiệm vụ cụ thể, xây dựng các công trình hoặc hoàn thiện những cái tiêu chí cụ thể và xác định những cái nội trình để thực hiện. Từ đó thì phân công cho cụ thể có các thành viên ban chỉ đạo và kiểm tra tiến độ và thực hiện thường xuyên liên tục. Bên cạnh đó thì đối với các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì tỉnh cũng đầu tư cái nguồn lực thêm từ cái ngân sách của tỉnh, ngân sách của huyện để bố trí để xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ nay tới cuối năm, riêng về các hạng mục xây dựng các công trình hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các huyện như là huyện Lục Nam. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các sở ban ngành trong công tác hỗ trợ huyện Lục Nam thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới một số xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 tại các huyện. Còn với cả nước, tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là khi xây dựng nông thôn mới từ nay tới cuối năm 2025, các địa phương cần tập trung phát huy những giá trị riêng có của mình, không đơn giản chỉ là chạy theo việc hoàn thành các công trình hạ tầng. Mang tính chất là tự nguyện của người dân, người ta là cùng nhau ta lập ra hội quán, cùng nhau ta lập ra một cái thiết kế gì đó để mà tự người dân sinh hoạt, thì cấp ủy chính quyền ngành chuyên môn sẽ xuống đó đưa cái tinh thần xây dựng nông thôn mới đến cái cộng đồng đó, để người dân thực sự là người dân người ta thảo luận cái việc đó, và người ta phải đưa ra những cái sáng kiến của người ta, và người ta nói rằng tôi có thể tôi làm một phần này, còn tôi đã làm hết sức mình rồi thì tôi đề nghị là phải hỗ trợ chúng tôi thêm một phần này, tức là chúng ta phát huy từ cái nội lực. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, 17 đến 19 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, và 60% số thôn, làng, ấp, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Phấn đấu giai đoạn 2026 đến 2030 đạt mục tiêu 90% số xã trên toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài phát huy các giá trị văn hóa, những điểm riêng có của các địa phương, thì nửa nhiệm kỳ vừa qua, các địa phương đã nâng cao chất lượng của các đề án, kế hoạch và mô hình phát triển kinh tế. Đây là nội dung xuyên suốt và thường xuyên, liên tục đang được thực hiện tại các tỉnh thành trên cả nước. Ở xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang, xã này đang lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh để phát triển sản xuất. Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo của hợp tác xã này là một ví dụ. Ở đây, hơn 10 thành viên của hợp tác xã đang sản xuất các loại nấm và trà đông trùng hạ thảo với sự hỗ trợ của Viện Di truyền Nông nghiệp. Sau khi được chuyển giao kỹ thuật, các thành viên đã có thể chủ động toàn bộ các khâu sản xuất và cho ra sản phẩm cuối cùng để tung ra thị trường. Bên em thì hiện tại là đang sản xuất ra 4 mặt hàng, nhất là mặt trà tứ vị và thứ hai là trà đắp mặt, thứ ba là trà gừng, thứ tư là viên ăn đường. Viên ăn đường đấy thì cho các ông bà và các trung niên ấy thì là dùng để chống tiểu đường. Với địa thế là vùng bán sơn địa, có cả núi đồi và diện tích sản xuất nông nghiệp, xã Thượng Lan đã quy hoạch các vùng sản xuất tập trung dựa vào đặc thù các khu dân cư tập trung. Các vùng sản xuất nằm xa khu dân cư nên các sản phẩm chủ lực như lúa, hoa màu, các khu sản xuất của các hợp tác xã như hợp tác xã Duca này có điều kiện phát triển thuận lợi do hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khoa học.
Đối với nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi tập trung nhất là cái mô hình sản xuất phát triển về kinh tế và sản xuất nông nghiệp là chúng tôi ưu tiên là thế mạnh của địa phương chúng tôi. Thì do vậy chúng tôi lấy cái nội dung này là cái yếu tố chủ lực của địa phương để phát triển trong thời gian tiếp theo. Còn đây là khu vực trồng ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp của nhà bà Thông. Toàn bộ diện tích ổi được quy hoạch tập trung có hai khu trồng ổi ngoài trời và trong nhà màng. Khi xây dựng nông thôn mới, địa phương chọn các mô hình trồng cây ăn quả để gia tăng thu nhập cho các hộ dân. Phương châm sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Việc bọc quả ổi ngay từ khi còn non như thế này là một biện pháp đảm bảo cho quả ổi vừa chống được sâu bệnh hại và không phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Các bác bọc quả này, một là nó giữ được cái bảo quản này. Hai nữa là khi đi mà vận chuyển ấy thì nó không có ảnh hưởng gì đến mẫu mã. Nó nói chung là bắt đầu mình cho quả vào xốp này là không bị sâu xâm nhập nữa. Rất bảo đảm chất lượng sạch. Ngoài cây ăn quả, trong xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Yên tiếp tục đặt trọng tâm phát triển kinh tế cho các hộ dân. Trong đó, huyện ưu tiên cho các vùng trồng cây ăn quả, trồng măng giá trị cao, trồng sâm và nhiều sản phẩm đặc hữu khác. Đây là những loại cây có lợi thế thổ nhưỡng khí hậu, có chất lượng tốt nên được thị trường đón nhận. Riêng sản phẩm sâm, một số hộ tại một số xã đã và đang trồng với diện tích lớn, mang lại thu nhập cao. Cái hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Rành của Việt Lập hôm nay là cũng có khoảng gần 30 hectare tất cả diện tích của hợp tác xã. Thế còn cái sản phẩm hiện nay là đạt sản phẩm tiêu chí OCOP là 2020, đã xây dựng OCOP 4 sao cho sản phẩm sâm khô. Thế còn năm nay 2023 này thì cũng đang cho thực hiện và cũng đạt cái hoa sâm là đạt OCOP 3 sao. Chúng tôi hiện nay thì mặc dù là một trong những xã chưa được công nhận là thị trấn, nhưng chúng tôi đã huy động người dân tham gia để mà làm cái cảnh quan môi trường rất là sáng xanh sạch đẹp. Nhất là hiện nay là chúng tôi đã vận động nhân dân là mắc đường điện thắp sáng ở các cái tuyến đường trục liên thôn, liên xã và kể cả đường ngõ xóm. Trong định hướng chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian tới, Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các địa phương đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả 11 nội dung của chương trình, 6 chuyên đề trọng tâm, tích cực triển khai các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện chương trình, quản lý và sử dụng tốt nguồn ngân sách nhà nước được giao, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cán bộ phụ trách kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số. Đồng thời, phải lấy người dân là trung tâm trong mọi hoạt động. Chủ tịch Quốc hội hay Thủ tướng cũng rất là nhiều lần nhắc là chúng ta không phải làm hình thức, mà chúng ta làm thực sự, chúng ta cải quán được cái và kích hoạt được cái năng lực của cộng đồng để mà thích ứng với mọi sự thay đổi trong từng cái mùa vụ, trong từng cái khó khăn. Thì cộng đồng hồi xưa giờ có lẽ là chúng ta cũng phải thay đổi cách tiếp cận từ trên xuống, nhưng mà cũng cách tiếp cận từ dưới lên thì nó sẽ hài hòa vào cái tinh thần xây dựng nông thôn mới. Trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra, đó là thu nhập bình quân năm 2023 đạt khoảng 46,3 triệu đồng một người, tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020. Chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo kịp thời. Môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được giữ ổn định. Đến nay, cả nước có 6.022 trên 8.177 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 19 tỉnh thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn quốc có hơn 9.800 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên. Cả nước đã huy động được hơn 1,7 triệu tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình. Đây là những mục tiêu cụ thể để hướng tới hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới cho nửa nhiệm kỳ còn lại, từ nay tới năm 2025.